Ý nghĩa của cây hồng môn phong thủy. Trong phong thủy, cây hồng môn có rất nhiều ý nghĩa cát lành không thể bỏ qua như tượng trưng cho phú quý tài lộc, phát triển thăng tiến. Bản thân tên gọi của loại cây này đang mang những ý nghĩa rất tốt đẹp, từ hồng tượng trưng cho sắc đỏ may mắn, từ môn có nghĩa là gia môn phú quý. Hai chữ này ghép lại với nhau tạo nên cái tên đẹp và hoàn hảo về cả ngôn từ lẫn ý nghĩa. Sắc đỏ của cây nở quanh năm mang lại may mắn ngập tràn, phú quý đủ đầy tới cho gia chủ và gia đình. Cây cũng giống như ông thần tài mang tài lộc đến nhà. Ngoài ra, phiến lá dài, rộng, xanh mướt của cây tượng trưng cho sự phát triển. Khi hoa nở to có màu sắc đỏ tươi rực rỡ tượng trưng cho những điều tốt đẹp, phần lõi hoa mày vàng dựng thẳng đứng đại diện cho phú quý và tiền tài. Bên cạnh loài cây này, bạn có biết cây phát tài cũng là loại cây giúp tài lộc tăng tiến mà bạn không thể bỏ qua. Tốt cho công danh, sự nghiệp. Trưng cây chiêu tài, công việc nhanh phát. Về mặt công danh sự nghiệp, một chậu cây hồng môn phong thủy sẽ mang đến may mắn về đường tiền tài, giúp sự nghiệp thăng tiến, thuận buồm xuôi gió, các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng tốt đẹp hơn. Nếu bạn mở cửa hàng kinh doanh riêng, đặt cây hồng môn trong không gian buôn bán sẽ giúp buôn may bán đắt, làm ăn ngày càng phát đạt. Tăng may mắn, giải tỏa tâm trạng. Không chỉ tốt cho tài lộc và công danh, hồng môn còn là loại cây phong thủy còn giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao trạng thái tinh thần của người trồng cây. Loài hoa may mắn này giúp người ta ngập tràn nhiệt tình và sự tin tưởng, đặt trong nhà sẽ như thắp thêm niềm vui và sức sống trong không gian. Từ đó, nó giúp chủ nhân được thoải mái tâm tình, giải phóng cảm xúc, hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hồng môn phong thủy còn là loài cây thu hút quý nhân, gia tăng bạn tốt giúp đỡ người trong nhà. Nếu đặt cây ở trên quầy lễ tân, bàn thu ngân trong cửa hàng, khách sạn, văn phòng, nhà hàng hay các quán ăn sẽ tạo không khí hứng khởi, giảm stress, tăng hiệu quả công việc, kích thích khả năng sáng tạo của nhân viên. Cân bằng trường khí, xua đuổi sát khí. Cây hồng môn phong thủy còn có tác dụng giúp cân bằng các trường khí trong không gian, mang lại vượng khí cho ngôi nhà, xua đuổi các nguồn năng lượng xung khắc, sát khí để gia chủ có một không gian sống hài hòa và yên bình. Bạn có biết cây xương rồng giúp hóa giải sát khí cực mạnh, tăng quyền hành của người phụ nữ trong gia đình. Màu đỏ của cây hồng môn thuộc quẻ ly, tượng trưng cho vẻ đẹp, sự ngời sáng. Màu vàng là quẻ khôn, tượng trưng cho sự dịu dàng, chăm chỉ, đại diện cho nữ nhân. Cho nên trong nhà nếu có phụ nữ bị thể trạng yếu hoặc vận thế không tốt, trồng loài hoa hợp phong thủy này rất có lợi. Hồng môn còn có nghĩa là nữ chủ nhân nắm quyền, nếu người phụ nữ muốn có tiếng nói trong gia đình thì cũng nên sắm ngay một cây này. Tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Phần hoa của cây hồng môn có hình trái tim nên nó tượng trưng cho một tình yêu bền vững. Do đó, người ta cũng quan niệm rằng những đôi yêu nhau nếu tặng nhau cây hồng môn phong thủy sẽ là món quà ngọt ngào thể hiện tình yêu chung thủy, vững bền với người mình yêu thương. Bạn có biết, đối với người dân Hawaii thì hoa hồng môn còn là biểu trưng cho sự hiếu khách. Khám phá thêm, muốn vượng đào hoa, bày ngay loài cây may mắn của 12 con giáp. Làm quà tặng phong thủy tốt lành. Với rất nhiều ý nghĩa tốt lành nên cây hồng môn được ưu ái lựa chọn làm quà tặng phong thủy.